ngồi ngay cầu thang này, người ta không biết đặt gì hiệu gì cho nó dễ nghe, rồi người ta đặt về năm ấp cầu thang, rồi gì cũng lấy tên ấp cầu thang. Nước chấm chim dây là nó có tiếng rồi, như là ai cũng đậu thích ăn cái nước chấm này hết á. Tự gì chế biến ra gì làm, không ai chỉ gì hết. Gì phải chế biến ra thế nào làm để cho người ta lợi ăn, chứ mà mình bán mà trộn không ai ăn gì, cái bán riết là không có bán được, là ta phải dẹp thôi. Mình bán cái nước chanh dây là 7 người là học làm rồi, học xin học làm để người ta chế biến ra người ta làm cái khác, nhưng mà mình chỉ mình không có lấy tiền gì á, mà ta có mua đồ cho gì mà gì cũng không lấy nữa, chỉ người ta hết luôn, không gì gì có quan trọng gì, chỉ người ta bán. Nhiều khi gì nghĩ chết nó đem theo được gì đó mà kể, cho mình chỉ cho người ta. Sparks in every move, sparks in every day, sparks on every way. Dì tên là dì Năm, dì bán đây hơn 20 năm rồi. Hôm nay là dì Năm 63 tuổi rồi, mà dì bán cái này giống như là dì bán quen rồi. Buổi sáng 7 giờ sáng gì bán rồi, tại vì chị đi chợ là 12 giờ đêm, gì xuống đây chờ xe lỡ chở về Năm đi, gì ra mãi vậy phải lấy ốc tươi để cho người ăn, tại bán mấy chục, 30 mấy chục ngàn một dĩa mà ăn không tươi thì người ta thấy buồn lắm, mình cũng mất dạy nữa, nên gì sẽ lương tâm gì nữa. Về Năm xào cho tế nè, về Năm xào rau muống nè, nhiều thứ lắm. Về xào ở đây quen tay rồi, về cũng không cần nếm nữa, chỉ một cái giá vậy, về biết cái độ của nó rồi, cái độ vừa ăn của ta rồi. Với cái giá ốc ở đây về Năm bán rất là bình dân, nhiêu là 30 ngàn, xào lông là 30 ngàn, tất cả xào là 30 ngàn, nếu mà ta muốn kêu thêm 50 ngàn là ta về Năm sẽ bán 50 ngàn, ốc tỏi là 15 ngàn, còn con nhỏ là về bán 10 ngàn. Ta hỏi sao về Năm bán rẻ quá vậy, rồi bán vậy rồi có lời không, cái mình cũng nói về Năm có lời mà lời ít lắm. Mình cứ nhớ hoài mấy người khách đó đó, cứ nói về Năm á, về Năm ráng khỏe nha, cho dầu cho về Năm chai dầu, rồi nói để làm cho ngon, để cho khách ăn rồi làm như thế nào để người ta ăn rồi tao quay lại ăn nữa, tao giới thiệu bạn bè tao ăn nữa, chắc lẽ ăn rồi tao đi luôn, không con không gì mà glad we had the chance to meet you. Caught my eye and you held my stare. I haven't broken it yet for over 50 years. Thanks for letting me lay by your side and all those kisses every night. Why, when you're away, do I miss you? Is it just because I can't kiss you? Is it dishes in the sink or the lack of a wink? Or just because I love my life with you? We started ourselves a family. The boys, they came, 1, 2, 3, and now they have little ones of their own, and half of them are halfway grown. I followed you around the world and I still think. Bạn nuôi đất không à? Từ đó đến giờ là bạn nuôi đất không à? Nuôi đất á, thì nó ngon hơn. Vì là cái bếp đất này là nó ngon hơn. Còn mà cái bếp ga, cái lẩu nhôm á thì nó cũng ngon, tại vì cái bếp ăn à.
ta biết tôi ta tới thôi. Từ bà xạo, bà xạo bạn lộ bò thôi. Rồi là tính ra bữa đi là phải 40 năm rồi đó. Năm nay là cô 70. Bà bạn lộ bò không mà. Từ đó giờ là bà bạn lộ bò không. Tại vì hồi đó mình vô đây mình cũng khổ lắm không? Cái sao cơ mà từ mò ra mình kiếm mình bán cái lộ bò. Mình nói lộ bò là người ta ăn nhiều lắm. Tại vì rau, rồi thì nước, rồi thì này nó ăn nó. À, lá đe tô, rồi củ môn, rồi đậu bắp, thịt là sách nè, rồi là lưỡi nè, rồi là bếm nè, rồi là thịt mã nè, rồi là thịt nè, thịt nạc á con. Ba nấu là có như thịt bò một ngày rồi là ba nấu 32 chỉ thịt bò đó. Hai người là 1.4, ba người là 1.7. Mình bán là gì là lôi ý thôi. Mình bán mà lôi nhiều thì sợ người ta không có ăn. Hồi nữa thân rẻ lắm, 7.000 cái lẩu chứ mấy. Hồi đầu bán cũng 7.000 cái 5.000 cái lẩu á. Hồi đầu bán cái nồi rất nhỏ lắm, bán cái nồi nhỏ chứ không được vậy đâu. Rồi sau này rồi đi lên là rồi mới được cái lẩu lớn, nồi lớn, cái lẩu nhiều lên vậy chứ hồi đầu nấu ít lắm. À cái nước cháo của mình á thì mình làm đều mình phải bỏ miếng cốt dưa không? Nó bị béo đó, vì là ăn nó ngon mà béo, thơm. Mà ai cũng khen là cháo của bà là ngon. Phụ con phụ rồi vậy đó, rồi bớt cứ làm bắt tay thì cứ làm với cháu là lúc nào thầy còn vui. Cô là bên cô Nguyệt, cô Nguyệt nêm chả ché. Món này người ta nói ăn nó ngon, là có chua, có tỏi, có này kia người ta thèm. Ché là cô bán ngày khoảng 200 cây ché, chả heo thì bán 400 cây, chả bò thì bán cũng 400. Nem này á, cô lấy đặc biệt, ché cô cũng lấy đặc biệt nên nó bởi ngon lắm, bởi người ta tìm cô Nguyệt kỹ lắm. Cô là bên cô Nguyệt, cô Nguyệt nem chả ché. Hôm nay cô 57 tuổi, cô bán này là 20 mấy năm rồi, 293 đường Nguyễn Đường Hèn. 9 giờ sáng tới 10 giờ đêm. Hồi xưa cô bán bánh tét, rồi cô mới suy nghĩ ra cái bán chả nem này, quyết định bán này luôn, không có chọn nghề nào nữa hết. Cô bán ngày khoảng 200 cây ché. Nem thì cô bán khoảng 150-200 cây nem rồi. Chả heo thì bán 400 cây. Chả bò thì bán cũng 400. Dưa leo một ngày chày là từ trên 35-40kg. Chả bò, nem, ché đầy đủ hết á. Cái nào là cũng ngon hết. Chả quế, chả thịt heo, ché là lỗ tai heo, anh em là thịt heo. Nem này cô lấy đặc biệt, chả cô lấy đặc biệt, ché cô cũng lấy đặc biệt nên nó bởi ngon lắm, bởi người ta tìm cô Nguyệt kỹ lắm. Cô làm là coi như là một cây ché, một cây huế, một cây bò, một cây nem.
từ 50 với 55, 60. Món này người ta nói ăn nó ngon, là có chua, có tỏi, có này kia người ta thèm. Cô bán cái này là cô hy vọng dữ lắm. Cô không bỏ cuộc, tại vì cái này là cái món này là của cô từ mấy chục năm nay, là cô mơ ước là cho cô bán đặt để cô có tiền sống qua ngày. Chứ cô không có nghĩ là cô giàu có hay là gì, sống để đủ ăn đủ mặc vậy thôi. Chị xin giới thiệu, chị tên là Trương Thị Mị, bán cả viên chi nước mắm. Bán cá viên chiên, đặc biệt cá viên chiên nước mắm thì nhiều người người ta bảo là cá viên mà còn chiên nước mắm thì rất là mặn và rất là khó ăn, nên là nhiều người người ta chỉ có cười nhạo thôi, người ta không hiểu. Ăn xong bạn đó đặt 1 triệu luôn đó, lúc đó là lớp học đó đặt 1 triệu. Xong chị nói là thôi em ơi, em đừng có đùa chị nữa đi, chị không, chị chưa bao giờ bán được như thế. Em đó nói là hôm nay em sẽ đái cả lớp em cái món đặc biệt cá viên chiên nước mắm. Từ lúc đó là các em đó thường là mua luôn. Thường như là mọi người thường gọi là chị My. Chị My bán cá viên ở những điểm 247, phường 15, quận 4, đường Tôn Đản. Chị bán từ 9 giờ cho tới 1 giờ sáng. Chị bán món cá viên chiên nước mắm, đặc biệt cá viên chiên nước mắm. Ở như cái đường Tôn Đản này chỉ có một cái biển hiệu của chị riêng, duy nhất là biển hiệu hơi xéo một chút. Rất là ngẫu nhiên, ý là lúc trước là chị bán là hộp vịt lộn đấy, với cả bắp nướng, khoai lang nướng, nhưng mà cảm thấy kiểu như là mình đi bán nhưng mà cái món cá viên chiên được ưa chuộng rất là nhiều, nên là mình bán cá viên chiên, đặc biệt cá viên chiên nước mắm thì nhiều người người ta bảo là cá viên mà còn chiên nước mắm thì rất là mặn và rất là khó ăn, nên là nhiều người người ta chỉ có cười nhạo thôi, người ta không hiểu, ý là trong khi đó mình phải rất là cầu kỳ mới được một món cá viên chiên nước mắm, nhưng mà muốn mọi người làm khác. Cá viên của mình là mình có thường gồm là mình có 25 loại, loại là loại chuẩn nhất là 25 loại. Như là hàng mà loại 5.000 là mình có 10 loại, còn 15 loại 10.000 là đều xào được nước mắm, nhưng mà cái hương vị của nó đứng đều khác nhau, không có cái loại nào và giống loại nào hết. Còn như cái giả dụ như cái đồ ăn kèm là mình không tính, đó là chỉ tính những cái thứ mà mình để bán thôi chứ không tính đồ ăn kèm. Cả viên chiên nước mắm của chị là mình tự làm, giả dụ như là món nước mắm là mình tự pha chế và mình tự phải nấu nướng ở nhà, và đồ đạc các thứ tép mớ mình cũng tự phải lấy về và phải làm, tự chiên và tự làm. Đấy là rất là dễ, nhưng mà thực sự ra nó lại không dễ một chút nào hết, khi vào công việc mới thấy là nó rất là khó. Vì tép mớ là mình phải mua về và phải rửa và thắng, khi thắng tép mớ rất là cực, và tỏ phi và phi lên. Xong rồi trong khi đó tỏi phi và rau muống mình phải lựa chọn, rau muống mình mua về phải tự tuốt, thì rau muống nó mới non và mềm, khi xào nước mắm nó mới ngon. Nhưng mà trong các nghề có nghề cá viên chiên là cực nhất luôn, nhưng mà chị lại rất thích. Mình cảm thấy mình lúc nào mình cũng bận rộn, mình là làm cho mình cảm thấy mình thích thú với cái nghề đó. Tìm hiểu rất là nhiều về món đó mình làm, thì mình mới có kiểu như là mình có sự động lực để mình vươn trải như vậy. Còn nếu mình không đam mê nghề thì mình không thể bán được. Khách gia đình trung bình người ta mua 10 cái, công ty thì người ta mua 5-70. Chuối thì mình phải lựa chuối thứ nhất là chín mồi, thứ hai là sim đen, mà chuối là phải chuối miền Tây mới ngon. Chuối sim đen thì miền Tây thì hậu nó ngọt đậm, chuối miền Đông là nó cái hậu không được ngon, nó bị chua. Thứ nhất là nó rất là giòn, cái vị đó, cái bột nó rất là ngon, và hơn nữa là chủ quán bán cũng dễ thương, xếp hàng ai mua trước đến trước, ai mua sau đến sau, không ghi tiền. Đấy là cái điều đặc biệt mình thích là như thế. Nhà cô ở bên kia đường ấy, nhưng mà bây giờ cô chuyển ra Hà Nội rồi thì đi qua đây để lên sân bay thì vẫn phải vào đây để mua mang đi. Một cái chuối chiên thì mình nhúng qua 2 lớp bột, thứ nhất là nó áo giòn, bột dày, nó ngon. Mình pha bột nó đừng có đặc,
phải lỏng lỏng mình nhúng hai lần bột nó mới ngon được. Chứ nếu mà nhúng hai lần mà bột đặc thì cái bánh nó bị chai. Thì cái bột thì gọi là cái bí quyết, thì cái bí quyết là nó có đặc biệt, thì cái đó mình không có chia sẻ được, nghề thì mình phải giữ lại. Tại vì cái chuối chiên này nó có bí quyết, nếu mình mướn người, người ta có cái nghề người ta bỏ đi rồi, người ta đâu có ở tiếp mình chiên. Thành ra chị cũng không có mướn người mà cũng không có truyền nghề nữa. Chị tên là chị Thu, chị bán chuối chiên đây là từ năm 1997 tới nay là cũng hơn 20 năm rồi đó. Chị bán ở địa chỉ là số nhà 159-2, đường Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận. Chị bán chuối chiên từ 1 giờ trưa tới 7 giờ tối, trong đó có bánh cay và khoai lang chiên nữa. Chị bán chuối chiên tính ra là năm nay là 30 năm rồi, chị bán từ dưới quê huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng lên tới thành phố Hồ Chí Minh. Bán từ năm 1997 là ở thành phố Hồ Chí Minh, cộng chung ở dưới quê tỉnh Sóc Trăng luôn là được 30 năm. Nói chung là ngày xưa mình học không được hay á, nhưng mà có năng khiếu về buôn bán thì thích ra buôn bán vậy đó. Mà thích cái nghề bánh, chọn nghề chuối chiên nó cũng hơi cực, chịu nóng một chút. Thích thì làm thôi chứ không có ai hướng dẫn, chỉ dẫn mình. Ở đây bán 3 món, 3 món thì khoai lang, chuối chiên, bánh cay thì món nào cũng ngon hết. Nếu mà nói nghề chuối chiên á, cái cực nhất là không phải là cực gì mà điều nó nóng, ai mà chịu lửa nóng lắm á, mới chịu nổi, nó nóng lắm. Ở trong nhà chảo bánh cay, ở ngoài chảo của chuối chiên nó thành ra nó nóng, cái nhiệt độ vô nhà nóng lắm. Ai mà ở máy lạnh ở đây ở không nổi đâu. Một trái chuối chiên là 10.000. Một phần bánh cay chiên cũng 10.000. Khách gia đình trung bình người ta mua 10 cái, công ty thì người ta mua 5-70. Đánh giá thứ nhất là bánh chiên chuối là ít có rút dầu, thứ hai là chuối mùi, thứ ba là bột ngon. Nếu mà trời mát thì nhiều khi khoảng chừng 2 giờ tới 5 giờ là khách đông liên tục. Ở đây là cá này là bán đặc biệt nhất là cá này với là xí mại. Tại vì xí mại với cá này là từ ở nhà làm. Mà có cá là cách làm với niêm nếm là phải có bí quyết. Đây cá này chị Quanh là bán được nhất. Hồi đó một ngày chị Quanh bán 100-mấy con thôi. Mà giờ chị Quanh bán có thể được ngày 200-200 mấy. Có khi được 300. Này hồi đó là chị Quanh mới lần đầu tiên là chị Quanh đi làm. Thì làm thấy cực quá à, với lại tiền không ổn định cuộc sống. Rồi cái gì Quanh nói với má thì Quanh ra xin ra bán. Má thì Quanh nói thôi bán ế lắm con ơi, ở chung số không ai ăn đâu. Rồi cái nói thôi má bán thử đi, bán thử coi được hay không. Cái ngày đầu tiên khai trương ra bán thì nó được 100 ổ. Mà hồi xưa bán là 100 ổ là như có 2.000 đồng một ổ thôi. Ngày bán được 100, cái đầu đầu thấy mừng quá, 100 ổ là cũng mừng rồi. Bắt đầu cái là bán riết luôn tới bây giờ luôn á, là được 25 năm, bán năm 95. Chị là bánh mì Quanh, bán ngay số nhà 229-53, đường Bùi Đình Túy, quận Bình Thạnh. Bán từ 1 giờ trưa cho tới 7 giờ tối. Chị Quanh bán 4 món tổng cộng, một món là cá, món thứ hai là xí mại, món thứ ba là mì, món thứ tư là thịt. Cái miếng mì cá này á, là muốn cho nó ngon á, là trước nhất là phải đi mua cá về cho nó tươi. Điểm thứ hai là về làm rất là cực, làm cho nó sạch sẽ. Rồi bắt đầu mới chất vô nồi rồi bắt đầu mới bò lót mía ở dưới, rồi bắt đầu lấy nước dừa, mua nước dừa khô á, thì hầm chừng nào cho nó con cá nó mềm, thiệt là mềm á, bắt đầu có bỏ vô nồi mới nêm gia vị, con cá nó thấm vô, rồi sốt cà, củ hành rồi vô. Xí mại cũng vậy, xí mại mua thịt là phải mua thịt cho tươi, mình mua về nhà mình xay ra mình hấp. Hấp chừng nào thịt cục thịt nó mà nó thấy nó ráo, nó cứng cục thịt lại á là thịt nó mới chín. Mì cá 20.000 á là nó nguyên con cá, ai ăn
cá với xí mại á là nửa con cá với một viên xí mại là 20 ngàn. Con bánh mì xí mại không hai viên này là 20 ngàn. Ai muốn ăn thịt với bì cũng 20 ngàn, cá với bì 20 ngàn, cá với thịt 20 ngàn. Muốn ăn cái gì cũng được mà miễn hai món là 20 ngàn. Tiền thì nó cũng không mắc mà cũng không rẻ, thì nó nói là vừa ăn được. Niềm vui của mình là bữa nào trời nắng thì có khách đông thì bán nó thoải mái hơn, mưa gió thì cực, mà cũng nói chung là cũng nhờ khách hàng quen không mà nhiều người khách người ta cũng tội nghiệp lắm, người ta thấy trời mưa trời gió đó cái người ta nói thôi lại ăn bánh mì cho quanh đi, cho quanh nó trời mưa nó bán ế là ủng hộ nó đó. Có khách hàng ta cũng dễ thương lắm, nó cũng nói à thôi kệ trời mưa trời gió quanh nó ế đặng á lại mua giùm đó đi. Hỏi quanh sao không ngồi buồn rồi quanh nói bán ế quá à. Cái này như ế hả, bán nó mấy ổ đi đem về cho có sớm ăn. Có nhiều khách nhiều anh ăn từ hồi lúc mà còn đi học sinh viên mà tới giờ lớn lên rồi có vợ có gia đình có con có cái hết rồi luôn. Chị là chị Tuyết, quán của chị là nổi tiếng nhất là bánh tráng cuốn 1 mét. Bánh tráng cuốn của chị là thường là 1 mét, có những khách yêu cầu là 2 mét 3 mét cũng có, chị vẫn có làm. Nhưng mà chị thường là chị nói là 1 mét ăn thấy mẹ rồi. Ăn sao ăn hết 2 mét 3 mét nữa. Yên tâm đi, 1 mét là một người ăn là đảm bảo, trong đó có nhiều topping lắm, đầy đủ hết, cho nên khỏi lo, ăn một người 1 mét là đủ rồi, không cần phải ăn nhiều. Chị là chị Tuyết, quán của chị là ăn vặt bò bía Thiên Vũ à, tại địa chỉ 371/30/8 Trường Chinh, phường 14 Tân Bình, từ lúc 9 giờ sáng đến 8 giờ tối. Quán của chị là nổi tiếng nhất là bánh tráng cuốn 1 mét với bò bía. Món của chị tổng cộng là gần có 20 mấy món, 30 món. Món người ta thích nhất là bò bía bánh tráng cuốn 1 mét. Chị rất thích bán đồ ăn vặt, cho nên chị chọn món bánh tráng cuốn này là chị bán. Mọi người cuốn rất là bình thường rồi, cho nên chị thử cuốn một cái loại mà dài nhất luôn á, để cho nó đặc biệt hơn người ta. Thì rốt cuộc là được mấy bạn học sinh á, họ mấy đứa bé nó thích, cho nên nó cứ bảo chị là chị ơi đặt lên tên cho chị là bánh tráng cuốn dài 1 mét vậy đó. Bánh tráng cuốn 1 mét của chị á, trong đó nó gồm có tép, ô gà vụn, hành phi, trứng cút, xoài, rau răm, đó là những thứ nằm ở trong cái phần bánh tráng đó là để cuốn. Khi cuốn lại xong á là chị sẽ cho topping là trong đó là khô gà, hành phi, tỏi, đậu phộng, khô mật, khô bò, trứng cút, mỡ hành và bơ và tương ớt, đặc biệt là nước sốt me. Nhà chị làm bánh tráng cuốn mà có nước sốt, nếu không có nước sốt nó sẽ không có ngon. Mà cái nước sốt đó là nó có vị chua nghe. Cái vị chua làm cho cái phần bánh tráng ăn nó không có ngán nữa. Nói chung là khách của chị tới đây vui lắm. Thích thì cắt cái phần bánh tráng cuốn dài 1 mét, thích thì cắt ra, còn không thích thì để nguyên dài ra vậy đó. Rồi bắt đầu chị cho topping riêng ra, nước sốt riêng ra. Thường thì khách tới ăn xong á là ra về á, thì chị cũng hay hỏi ý kiến của khách là món ăn có được hay không, có vừa ý không. Thì khách bảo là rất ngon, kỳ nó lạ nữa, khác rất là nhiều chỗ. Nhiều chỗ nó không có nước sốt, đâm ra chị cũng vui, cũng mừng. Tại vì mỗi lần như vậy mình cũng phải hỏi ý kiến khách để mình rút kinh nghiệm được. Chiều khách hả, chị buôn bán dễ lắm, khách muốn ăn sao chị làm vậy à. Ví dụ mà chiều khách là miễn chê đó, chị chiều tới. Nhưng mà đừng khó chị nha, khó chị là chị khó lại. Love it how you love me electric like you do. Jumping through hoops, all the wishes in the world, and I wish for you. I feel like.
Chú là người đầu tiên bán món bánh tiêu sầu riêng này tại thành phố, một địa chỉ duy nhất thôi, không có là chi nhánh. Khách đến đây ăn bánh tiêu sầu riêng là khách khen là ngon, ăn là ghiền luôn. Khách ăn nhiều lắm, 100 cái, 200 cái là cũng bình thường. Khách thì nước ngoài về Úc, Canada, Mỹ rồi cũng về cũng mua bánh ăn 1-20 cái, 100 cái, có thể là 200 cái. Tỉnh rồi thì người ta cũng biết là lên đây là ăn. Người mình là tên là Quỳnh, mình bán bánh tiêu nhân sầu riêng, địa chỉ 133 Hà Tông Quyền, phường 4, quận 11, 7 giờ sáng tới 7 giờ tối, chủ nhật thì mình nghỉ. Gia đình mình cũng bán bánh tiêu truyền thống. Nghề này của bà dì bà truyền cho mình. Mình bán cái này 20 năm rồi. Ngày xưa mình chỉ bán bánh tiêu bánh bò thôi. Sau này thì mình biến tấu thêm là cái bánh tiêu như sầu riêng. Khách ăn thích bán này bây giờ luôn. Ghi về cái bánh tiêu như sầu riêng, mình muốn bánh ngon thì phải có tìm nguyên liệu sầu riêng. Này hàng tuần mình đi xuống với cây lẫy đó, nhà vườn trồng sầu riêng đó. Mình mua sầu riêng mà lựa hàng nguyên chất thì ngon, bánh nó mới ngon. Nói chung ra là đây sử dụng dầu mới, dầu chiên một lần là bỏ, không có sử dụng lần thứ hai nữa. Mà mình sử dụng dầu cũ thì ăn cái bánh nó rất là hôi, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của mọi người. Đây mình bán bánh tiêu như sầu riêng 6.000 cái, ra lúc đầu thì cũng bán 6.000, bây giờ cũng là 6.000 thôi. Còn bánh lại công nhân thì 2.000 một cái, bánh bò thì 2.000 một miếng. Nhưng ở đây mình nói chung ra bán thì 2.000 thì không có lời, bán cũng có lời cháu lượng nhiều thôi, không lên giá. 2.000 đây là 10 năm rồi. Bánh tiêu sầu riêng này chú bán cách nay là 7 năm, chú bán đã bán bánh tiêu sầu riêng rồi. Quán chú thì bán một địa chỉ duy nhất thôi, không có là chi nhánh. Nhiều khi khách lại mua đông quá mình làm không kịp thì lúc đó mình hơi vất vả chút xíu. Lúc đó đông lắm vui đó, làm không kịp, vừa cực mà vừa vui. Bán cũng vài năm nữa không về hưu, định truyền nghề lại cho mấy cháu nhà, mấy đứa con nhà nó làm. Lẩu bò nghĩa địa là do khách nó đặt, thấy nó cũng hay hay ngộ ngộ. Nhiều khách nói sao tới đây mua cái lẩu 150 quá chừng luôn, tại vì mà ở đây là không có thuê mặt bằng, thành ra là bán nới cho người ta vậy đó. Ta ăn xong rồi có khi tới đâu có bàn ngồi đó, rồi có khi vô nó la làng nó mắng vốn, nó nói sao nó vừa tới ăn mà không có bàn, có bị thứ bảy nhật không có bàn. Thì thấy ở xa mà người ta tới ta ăn thì mình vui, tại vì quán mình chắc cũng ngon người ta mới tới. Cô bán bán lẩu, món lẩu bò là cô bán được hai mấy năm rồi đó, 23-24 năm. Địa chỉ hả? 498-66-3 phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức rồi. Bây giờ bán nhồi là 5 giờ, bán tới 9 giờ. Lẩu bò nghĩa địa là do khách nó đặt, khách nó đặt thì thấy nó cũng hay hay ngộ ngộ. Tại vì là quán hồi đó là quán lẩu bò bình dân, nhưng mà khách nó ăn rồi cái nó đặt là lẩu bò nghĩa địa luôn. Mấy người ta trên mạng người ta đăng lên đó, để vậy luôn, thấy để luôn cũng hay hay thôi, tự khách đặt mà.
tới đây ăn nó nói có gì đâu sợ, nó ăn nó sao không nghe ai sợ, nghe nghĩa địa sợ đó. Mà khách không có sợ đâu. Gân thịt sụn tàu hủ thì môn tàu kỳ hay là gân cổ, có người cũng thích, có người mấy người lớn tuổi thì người ta nói dai, nhưng mà có nhỏ nhỏ thì ăn thì nó giòn ngon. Thịt thêm là 70, cái lẩu là 150, còn mua về là từ 150 tới 200. Nhiều khách nói sao tới đây mua cái lẩu 150 quá chừng luôn, cho nên là có khi ở tàu quận 9 ta cũng qua đây ta mua. Rồi tại vì mà ở đây là không có thuê mặt bằng, thành ra là bán nới cho người ta ăn gì đó. Còn mình thuê mặt bằng thì mình sẽ lấy cái tiền đó, tiền nhiều lắm, chi phí nhiều lắm. Không đặt hết ở mấy cái sạp bán mua nào giờ mấy chục năm rồi đó, người ta đem vô, cô cứ đặt ở tiệm lớn đàng hoàng chứ không có mua đồ bậy bạ ngoài đường. Mình đặt cho người ta rồi người ta đem về thì mình trụng mình nấu thôi, trụng hết rồi nấu. Từ 8 giờ mà hầm tới chiều 3 giờ bán, khoảng 80 ký tới 100 ký. Mình mua sẵn một hũ bự, xong về rồi mình mới bóp ra, đó là làm chao, bỏ đường vô, ở nhà làm luôn. Có khách nên ăn mà nó từ hồi mà nó đi học mà tới có chồng có con luôn, dẫn vô đi ăn nè, nó nói, nó nói còn đi học á. Ở gần đây không hay là xa không? Thì ở cũng vòng đây nè, nói chung là xa cũng có, mà giờ khách khách xa nhiều lắm nha. Khách ở Hóc Môn, Đâm ở Bình Thạnh, đồ quận 4, quận 8 gì nó xuống đi ăn đông lắm. Nói chung là giờ khách ở xa nhiều. Người thấy ở xa mà ta tới ta ăn thì mình vui. Tại vì quán mình chắc cũng ngon, ta mới tới. Nói chung là cũng quen, ăn cũng hoài à. Ta ăn rồi ta quen á. Có khách anh tận ăn mấy ngày luôn. Thì bán vậy thôi, chứ khách ăn thì khách khen cái nào mà ba khác nó bữa nay mặn hay là kia thì mình chỉnh lại. Kinh nghiệm mà mỗi cái mình mỗi niêm, mình thấy càng ngày càng thấy niêm tiến bộ hơn chút.